Chào bà con cô bác, hôm nay đến với kênh LTK Bonsai ạ. Hôm nay Phụng có về một số phôi là phôi khí găng, phôi nguyệt quế và bông trang đủ màu và một phôi bông hoa lại gọi là bạch thiên hương. Bà con xin giao lưu với bà con trên mọi miền đất nước chương trình của Phụng ở đây là miễn phí ship hết. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn nha bà con. Chúc bà con ngày mới vui vẻ và hạnh phúc ạ. Hôm nay Phụng về là thôi vô cây số 1 đi bà con ơi. Cây này là hoa lại nghe bà con, gọi là cũng là bạch thiên hương gì đó. Hoa của nó màu trắng cũng thơm nhẹ nghe bà con. Hoa của nó thì mình uống nước trà được luôn nghe bà con. Nó có cái dáng hình thú cũng rất là dễ cưng nghe bà con. Nó cũng 30 mấy năm rồi đó. Bà con xem và ủng hộ cho Phụng, Phụng cảm ơn nghe bà con. Dạ trên đo thông số ạ. Chiều cao của nó là 48. Cái hoành của nó là 32. Không có đo tổng dành đế nha. Cái đế của nó hình thú thấy dễ thương nha bà con. Dạ cây này cũng già lắm mà bà con ơi. Mã số 1 và Phụng giao lưu là 2,2 triệu bao ship nha bà con. Tiếp theo là mã số 2 nha bà con. Này khơi khế găng ạ. Dạ được ba cây khế găng, nó cũng già rồi, nó cũng có nu nặng nha bà con. Dạ chiều cao của nó là 40. Dáng nó cũng hơi lắc lắc, cũng dễ thương bà con rồi. Hoành của nó là 21. Mã số 2 này Phụng giao lưu là 800.000 bao ship bao sống luôn nha bà con. Đây, tiếp theo là mã số 3 nha bà con, cũng là khế găng nha bà con. Này bà con ơi, nó càng già thì nó càng nu gì nha bà con. Nó không có tược nhưng mà nó sống khỏe lắm nha bà con, bà con yên tâm đi vậy. Chiều cao của nó là 45. Hoành của nó là 40. Rồi mã số 3 là Phụng giao lưu là 1.600.000 bao ship nha bà con. Rồi tiếp theo này mã số 4 nha bà con. Cái này có cái dáng hình thú mà cũng hơi lát hồi đầu nha bà con. Dễ thương. Và số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó Zalo luôn nha bà con. Địa chỉ của Phụng ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân ạ, tỉnh Vĩnh Long. Chiều cao là 57. Cái hoành của nó là 26. Có cái dáng hình thú nha bà con. Và hồi đầu á. Mã số 4 Phụng giao lưu là 1.600.000 nha bà con. 1.600.000 bao ship bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 5 nha bà con. Cái này phôi nguyệt quế ạ. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Bông hoa của nó rất thơm luôn bà con ơi. Chiều cao của nó là 80. Hoành của nó là 19. Rồi mã số 5 này Phụng giao lưu 600.000 bao ship cho bà con luôn nha bà con. Rồi, tiếp theo là mã số 6 nha bà con, cũng là phôi nguyệt quế á. Này phôi này đế nở nha bà con, nó hơi lất hơi và đế nở rất đẹp rồi bà con. Dễ thương. Chiều cao của nó là 80. Hoành của nó là 22. Mã số 6 này Phụng giao lưu là 700.000 nha bà con, bao ship bà con này. Tiếp theo đây là mã số 7 nha bà con, cũng là phôi nguyệt quế đó. Bà con xem mã số rồi nhớ ngày đặt giùm Phụng nha bà con, đặt cây nào là Phụng chốt cho cây nấy chính xác là bà con chờ nhận cây nha bà con. Và chiều cao là 80. Hoành của nó là 21. Rồi mã số 7 là Phụng cũng giao lưu là 600.000 nha bà con. Rồi tiếp theo là mã số 8 nha bà con. Nó nhỏ mà đế nó nở không hả bà con ơi. Chiều cao của nó là 65. Hoành của nó là 23. Và cái là mã số 8 này Phụng giao lưu cũng có 600.000 nha bà con, bao ship bà con này. Tiếp theo mã số 9 nha bà con. Cũng phôi nguyệt quế à, lá chung bông chùm. Chiều cao của nó là 77. Hoành của nó là 18. Rồi phụng giao lưu mã số 9 thì cũng 600.000 luôn bà con ơi. Tiếp theo là mã số 10 nha bà con. Phô mày quế à. Cái này nó lùng có duyên. Chiều cao của nó là 29. Hoành của nó là 19. Phụng giao lưu cây số 10 này, mã số 10 này 800.000 bao ship bà con ơi. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn nha bà con. Tiếp theo là mã số 11 nha bà con, cũng là phô nguyệt quế lá chung bông chùm mà. Chiều cao của nó là 60. Hoành của nó là 42. Cái phôi này nó có cái lũa này nhưng mà nó thành đá hết trơn rồi bà con, cũng xử lý keo hết trơn bà con, cứ yên tâm nha bà con. Rồi, mã số 11 này Phụng giao lưu là 1.300.000 nha bà con. Rồi, tiếp theo là mã số 10. Rồi, tiếp theo đây là mã số 12 nha bà con, cũng là phôi nguyệt quế. Nhỏ để nở không bà con ơi. Chiều cao của nó là 72. Hoành của nó là 25. Rồi, phôi nguyệt quế mã số 12 này Phụng giao lưu 800.000 nha bà con, bao ship cho bà con luôn ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 13 nha bà con. Đó, nhỏ mà là để nở không. Chiều cao của nó là 50. Hoành của nó là 24. Rồi, mã số 13 này Phụng giao lưu là 800.000 nha bà con. Bà con nhớ đặt cây rồi nhớ mã số rồi, mà khi cây đến bà con chờ máy và nhận cây dùm cho Phụng nha bà con. À, tiếp theo là mã số 14 nha bà con. Đế nở dáng hơi lắc. Chiều cao của nó là 46. Hoành của nó là 28. Mấy cái này là cái dấu như cái eo nó thôi chứ không bị lũa, không bị gì hết trơn nha bà con. Rồi, mã số 14 Phụng giao lưu 800.000 bà con ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 15 nha bà con. Cũng là phôi nguyệt quế luôn. Chiều cao của nó là 60. Hoành của nó là 38. Rồi, mã số 15 này Phụng giao lưu là cũng 1.500.000 bao ship toàn quốc luôn bà con. Tiếp theo là mã số 16 phôi nguyệt quế luôn nha bà con. Này để hơi nhánh. Chiều cao của nó là 54. Hoành của nó là 28. Rồi, mã số 16 này Phụng giao lưu 800.000 nha bà con, bao ship luôn bà con ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 17 nha bà con. Chiều cao của nó là 68. Hoành của nó là 23. Rồi, mã số 17 này Phụng giao lưu 600.000 luôn bà con ơi. Tiếp theo là mã số 18 nha bà con, cũng thôi nguyệt quế luôn. Nguyệt quế này thơm đó bà con ơi, mua 1-2 cây về trồng rồi ở nhà trước cửa nhà thơm bà con ơi. Chiều cao của nó là 70. Hoành của nó là 21. Mã số 18 này Phụng giao lưu là 700.000 nha bà con. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Địa chỉ của Phụng là ở xã Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long ạ. Rồi, tiếp theo là mã số 19 nha bà con. Cây này dáng bài. Đế cũng nở các bạn. Chiều cao của nó 55. Hoành của nó là 30. Mã số 19 này Phụng giao lưu 600.000 bà con ơi. Rồi, tiếp theo là mã số 20 nha bà con. Hơi cao tí xíu. Chiều cao của nó là 88. Hoành của nó là 23. Rồi, mã số 20 này Phụng giao lưu là 700.000 luôn mà con ơi. Tiếp theo này mã số 21 nha bà con, cũng hợp hơn vượt quá. Chiều cao của nó 80. Để nở. Hoành của nó là 23. Rồi, mã số 21 này Phụng giao lưu 700.000 luôn. Tiếp theo cũng là cái phôi nguyệt quế nghe bà con. Mã số 22 á. Dáng trực nghe bà con. Chiều cao của nó là 102. Hoành của nó là 18. Nguyên cái này đế nở nha bà con. Cũng hơi dốc hơi phú. Rồi mã số 22 Phụng giao lưu 800.000 bao ship bà con ơi. Rồi tiếp theo là mã số 23, cái này phôi trang nha bà con, về được 12 phôi trang, nó cũng có đủ màu nha bà con, vàng đỏ rồi một cam nữa. Cái này phôi mã số 23 này là trang màu vàng nha bà con. Chiều cao của nó là 24. Đây, một củ bà con ơi. Nếu đo ngay chân cái eo sát này là 22 hoành nha bà con. Rồi mã số 23 là màu trang màu vàng nha bà con. Phụng giao lưu là 1.200.000 bao ship bà con ơi. Rồi tiếp theo này mã số 24 nha bà con, là trang màu cam ạ. Màu nào là chính xác màu nấy luôn nha bà con, yên tâm. Chiều cao là 23. Hết xích cái cũ đó bà con. Hoành của nó là 20. Rồi mã số 24 Phụng giao lưu là 1 triệu nha bà con, và trang màu cam ạ. Rồi tiếp theo là mã số 25 nha bà con, trang này là trang màu vàng. Là nãy giờ trang này quên giới thiệu bà con là trang lá nhỏ nha bà con. Chiều cao của nó là 21. Hoành của nó là 20. Mã số 25 này là Phụng giao lưu là 1.100.000 nha bà con, màu vàng ạ. Mã tiếp theo là mã số 26 nha bà con, màu cam nha bà con. Chiều cao của nó là 21. Hoành của nó là 20. Mã số 26 này Phụng giao lưu là 900.000 nha bà con, màu cam. Tiếp theo là mã số 27 nha bà con, cũng là màu cam luôn. Chiều cao của nó là 18. Hoành của nó là 20. Mã số 27 này Phụng giao lưu 1.100.000 nha bà con, màu cam á. Tiếp theo này là mã số 28 nha bà con. Nó màu cam luôn nha bà con. Chiều cao của nó là 25. Hoành của nó là 23. Hoành lớn như gì, nói chung cũng già lâu năm rồi bà con, hơi hiếm bà con ơi. Mã số 28 này Phụng giao lưu 1.200.000 nha bà con, dạ màu cam ạ. Rồi tiếp theo là mã số 29 nha bà con. Cái này là màu vàng. Chiều cao của nó là 22. Hoành của nó là 17. Rồi mã số 29 này phụng giao lưu 700.000 bà con ơi. Màu vàng. Rồi tiếp theo này mã số 30 nha bà con, cũng là màu vàng luôn. Chiều cao của nó là 21. Hoành của nó là 22. Mã số 30 này phụng giao lưu 1 triệu nha bà con. Màu vàng ạ. Ha. Rồi tiếp theo này mã số 31. Cái này cũng màu vàng luôn bà con. Chiều cao của nó là 25. Hoành của nó là 18. Rồi mã số 31 phụng giao lưu là 1 triệu nha bà con. Màu vàng. Rồi tiếp theo là mã số 32 nha bà con, cũng màu vàng luôn. Chiều cao của nó là 25. Hoành của nó là 22. Rồi mã số 32 phụng giao lưu 900.000 nha bà con. Màu vàng. Tiếp theo này mã số 33 nha bà con. Màu cam. Chiều cao của nó 21. Hoành của nó là cũng 21. Mã số 33 phụng giao lưu 1.100.000 màu cam nha bà con. Tiếp theo này mã số 34 là mã số cuối cùng của phụng nha bà con. Màu vàng nha bà con. 34. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn bà con ơi. Địa chỉ của Phụng ở xã Tân Thành, Bình Tân, Vĩnh Long bà con. Chiều cao của nó là 22. Hoành của nó là 19. Cái mã số 34 này Phụng giao lưu 1 triệu nha bà con. Màu vàng ạ. Thì bao nhiêu phôi đó bà con ơi, nguyệt quế, bông trang và khế gân và một phôi qua lại đó bà con. Về xem, nhảy vô kênh xem và ủng hộ cho Phụng. Phụng cảm ơn bà con rất nhiều. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó số Zalo luôn. Chúc bà con là sức khỏe dồi dào, làm ăn phát tài ạ. Cuối clip rồi đó bà con. Xin chào bà con luôn.